Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 592 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 591 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Lê Quỳnh Như, bạn Nguyễn Vân Anh và bạn Hân Ngọc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Dĩ An, Bình Dương và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới lúc bạn lớn, tới tận bây giờ luôn các bạn. Và cũng có những chuyện mà do người thân với lại những người trong xóm của bạn đã kể lại. Nhưng mà chuyện do bạn trải qua thì nhiều hơn. Thì bạn kể rằng á, là cái lần đầu tiên mà bạn thấy ma là vào năm mà bạn tầm khoảng chừng 11, 12 tuổi thôi. Mà lúc đó đó là do cái hình ảnh hả mà bạn đã nhìn thấy nó quá kinh dị. Cho nên tới tận bây giờ bạn đã lớn rồi mà khi mà nghĩ lại, khi mà nhớ lại thì bạn đều cảm thấy sợ hãi và ám ảnh. Và mỗi lần nghĩ lại á, là giống như ký ức nó ùa về và chuyện giống như mới vừa xảy ra ngoài ngày hôm qua vậy đó các bạn. Tại vì nó quá kinh dị so với lại một cái đứa trẻ mà chỉ mới 11, 12 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó đó là cứ sáng bạn đi học thì trưa mới về. Thì khi trưa về á, là bình thường sẽ ăn uống nè. Xong rồi mẹ của bạn sẽ bắt bạn ngủ trưa. Xong rồi tới chiều á, thì mới được á, là ra chơi với lại các bạn mà đồng trang lứa trong xóm á. Thì bình thường á là các bạn này sẽ tập trung chơi ở dưới gốc me ngay chỗ cái đầu hẻm đầu xóm nhà bạn luôn. Thì cái cây me này á là nó khá là lâu năm lâu đời lắm, nhưng mà tại vì á là ở dưới gốc me thì nó mát lắm các bạn. Rồi á là nó cũng có một cái khoảng đất trống nhỏ nhỏ để mà cho các bạn này chơi ở đó được. Ở bên đây thì vẫn có nhà bình thường nha, nhưng mà tại vì chỗ đó rộng hơn chỗ khác cho nên các bạn hay tập trung chơi ở chỗ này. Và các bạn đã chơi ở đây rất là nhiều năm rồi và hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới cái hôm đó đó là cũng bình thường, là hôm đó là trưa bạn đi học về. Xong rồi á là ăn cơm thì mẹ mới kêu vô ngủ trưa, thì bạn nghĩ bụng rằng á là lẹ vô ngủ trưa để mà ngủ dậy rồi thì sẽ đi chơi với các bạn của mình, thì bạn chạy vô bạn ngủ trong phòng của bạn á. Thì khi mà bạn ngủ á là bạn đã nằm mơ nha các bạn, nhưng mà một cái giấc mơ rất là kinh dị. Bạn thấy rằng á là ở trong mơ á là bạn thấy mình thức xong rồi cái mình mới đi ra ngoài gốc me để mà mình chơi. Nhưng khi mà bạn đi ra ngoài gốc me thì bạn không có thấy mấy cái người bạn kia, chỉ có một mình bạn thôi. Cho nên đó là bạn chơi có một mình à, bạn mới đứng lẩn thẩn bạn chơi dưới gốc me một mình vậy đó. Thì cái gốc me thì nó nằm bên đây, bạn thì đứng lẩn thẩn hả là chơi xung quanh đó đó. Xong rồi mới nãy ra thì không thấy ai hết, nhưng chơi một hồi thì tự nhiên bạn thấy có một người đàn ông. Mà lúc đầu khi mà nhìn cái người đàn ông này á, thì cái ông này á, là ổng đứng ổng xoay lưng về hướng của bạn, bạn chỉ thấy phía sau lưng ổng thôi. Mà phía sau lưng ổng á, thì bạn thấy rõ là cái ông này bị cụt cái chân. Và đặc biệt rằng á là ổng cụt cái chân nha, cái chân kia thì đứng chạm đất bình thường, hoàn toàn không có hỏng đất gì hết, vẫn chạm đất bình thường. Mà cái chân cụt á, thì nó không phải là nó cụt bình thường các bạn, mà nó cụt giống như là thí dụ như cái chân của mình mà nó bị giật ra vậy đó. Nó khiến cho hả là cái quần ổng mặc một cái quần dài, một cái áo sơ mi, cái quần dài màu xanh, mà nó khiến cho giống cái quần nó bị rách, rồi cái phần chân của ổng, cái da nó cũng rách ra, rồi nó tạo cái vẻ giống như nó lòng thòng, nhìn thấy ghê lắm. Rồi khi mà bạn nhìn thấy cái ông này vậy, cái lúc đó thì bạn chưa có biết sợ đâu, mà bạn tò mò, bạn thắc mắc là tại vì nhà của bạn, gia đình của bạn đã ở đây mấy chục năm rồi, từ khi mà bạn chưa đẻ ra đó là gia đình bạn đã ở đây rồi. Cho tới lúc bạn đẻ ra, tới cái lúc bạn 11, 12 tuổi thì hầu như trong xóm, người lớn, người già, trẻ em thì hầu như người nào bạn cũng biết hết.
mà sao cái ông này lạ quá, bạn thắc mắc là như vậy, bạn không biết ủa sao cái ông này đâu ra trong xóm của mình mà ổng bị cục như vậy, nhìn ổng lạ vậy ta, ở đâu lạ vậy ta, ý là như vậy đó. Thì bạn mới tò mò, bạn đứng bạn dòm thử xem là người nào. Thì khi mà bạn đang tò mò vậy đó thì ổng mới đột ngột ổng quay lại các bạn. Ổng đột ngột ổng quay lại, mà khi ổng quay lại một cái bạn nói rằng trời ơi, bạn sợ, bạn tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy cái gương mặt của ổng nha. Bạn nói rằng á, là mới nãy nhìn còn đỡ, nhìn là chỉ thấy giống như cái chân mà bị giật, bị tai nạn mình giật ra thôi, rồi có máu nữa, nhưng mà mới nãy còn đỡ. Nhưng mà bạn ổng quay lại một cái là bạn sợ, là tại vì bạn thấy rõ, mà tới tận bây giờ bạn còn nhớ từng chi tiết là cái gương mặt của ông này á, cái đầu thì trọc lóc không có cọng tóc nào hết, mà cái phần mặt của ổng á là một phần một bên nó lõm vô giống như là bị con gì mà nó gặm nó cắn vậy đó các bạn, và con mắt nó thụt vô trong. Mà mặt mày của ổng á, ta nói từ ở chỉnh cái chỗ mà lõm vô vậy nè, nó máu nhiễu nhiễu nhiễu, rồi ổng quay là ổng cười với bạn. Trời ơi, một cái nụ cười kinh dị khiến cho bạn sợ. Một đứa trẻ mà khi nhìn thấy cái cảnh tượng kinh dị như vậy thì phải sợ thôi. Bạn mới giục, bạn bỏ, bạn chạy. Bạn chạy về cái hướng nhà của mình á, bạn vừa chạy mà vừa nhìn để coi coi ổng có dòm theo, ổng có chạy theo mình hay không, thì rất sợ. Nhưng mà bạn có thấy ổng rượt theo thì bạn chạy vô nhà, bạn thở hổng hổng học vậy nè. Thì lúc đó ở ngoài, tại vì nãy giờ là bạn mơ, thì lúc đó ở ngoài là bạn giật mình thức dậy. Bạn giật mình thức dậy các bạn, nhưng mà bạn nói rằng nha, mặc dầu thời tiết lúc đó rất là nắng nóng, Bình Dương mà thì các bạn biết rồi, Bình Dương nóng dữ lắm, mà lúc đó hả trời nóng dữ lắm nha, mà khi em giật mình thức dậy nha, cái người của em nó lạnh cực kỳ luôn. Thì khi mà em giật mình đó là em định rằng mình sẽ bò dậy để mình chạy ra ngoài mình kể cho mẹ mình nghe đó, mà lúc đó sao mà em thấy nó lạnh quá, nó lạnh quá, và chưa kịp gì hết thì xoay qua một cái ngay chỗ cái cửa phòng của bạn á, là cái ông đó đó, ông đứng ngay cửa phòng, cái ông mà mới nãy nhìn thấy ở trong mơ đó các bạn, ông đang đứng cửa phòng á, y chang như cái hình ảnh của ông mới nãy, ngoại hình y chang như vậy. Trời ơi, khi bạn nhìn thấy ông đứng trong nhà mà ông đứng ngay cửa, bạn hết hồn, chưa kịp la gì hết thì ông đã từ ở ngay cái cửa, ông phóng lại một cái nha, ông nhảy lên trên giường của bạn. Rồi xong rồi ông nhảy lên, mà lúc đó bạn thấy có một chân à, ông này ông bị cục cái chân một bên, mà cái chân đó đó ông đạp lên trên cái phần ngực của bạn á, mà ông đạp 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 nha, ông chấn 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 vô trong cổ của bạn á. Rồi xong rồi ông vừa đạp mà vừa nói rằng á là mày chết đi, mày chết đi, mày sống làm gì, mày chết đi, mày chết đi. Ông vừa đạp mà vừa nói vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn nói rằng không thể nào la được, định la để cho ba mẹ là ở phòng bên kia chạy qua mà không la được, không biết làm sao luôn. Bạn mới quơ quào á. Thì lúc đó là do trên đầu nằm của bạn á là có cái bàn nhỏ giống như cái táp đầu giường vậy nè, thì mẹ bạn có để một cái bình nước thủy tinh để cho bạn uống á, thì bạn quơ làm sao thì cái bình này nó rớt xuống đất, và khi nó rớt xuống đất nó bể ra, nó tạo ra một cái tiếng xoảng rồi á, thì ba bạn á là mới nghe mới chạy vô. Thì khi mà ba bạn chạy vô là thấy bạn đang nằm trên giường, mà bạn tự hai lấy cái tay của mình á, tự bóp cổ rồi giống như vậy đó. Thì ba của bạn mới hết hồn mới chạy là kêu con dậy dậy dậy, sao vậy con. Thì lúc mà bạn ba được ba kêu rồi á thì bạn mới giật mình dậy. Giật mình dậy thì bạn sợ quá, còn nhỏ mà, khi hình thấy hình ảnh vậy sợ quá nên khóc các bạn, khóc không có nói gì hết nha. Xong mẹ cũng chạy qua, rồi ba với mẹ mới dìu bạn ra đằng trước nhà, mới hỏi mà lúc đó bạn đâu nói được đâu, khóc khóc quá trời khóc luôn. Thì ba bạn mới nói cho mẹ bạn á, là nói rằng á là cái lúc mà nghe tiếng hả là cái bình nó bể á, thì ba chạy vô á là ba thấy bạn đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt, nhưng mà hai cái tay á là tự bóp cổ vậy nè, tự bóp cổ mà dùng vậy dùng đó vậy đó các bạn. Thì lúc đó ba bạn không biết chuyện gì hết, sao tự nhiên nó làm vậy, mới kêu kêu thì một hồi sau bạn mới bình tĩnh lại, mới hết khóc rồi á, thì mới kể lại cho ba bà mẹ bạn nghe rằng mới nãy là con nằm mơ con thấy vậy đó, thì cho tới lúc con thức là con lạnh sao đó, rồi tự nhiên thấy cái ông đó đứng ở ngoài cửa phòng. Trời sao thấy ghê quá ba mẹ ơi, mà con thấy ông đứng ở góc me rõ ràng như vậy. Thì khi mà nghe vậy á là bắt đầu mẹ của bạn mới đi chợ,
mua hả là đồ ăn trái cây, đem một hả là làm đồ ăn á, rồi đem một mâm cơm ra cúng ngay chỗ gốc me ngoài đó. Thì khi cúng xong á là hả ba với mẹ bạn cấm bạn không cho từ nào giờ, là nhiều năm lắm rồi chơi ở ngoài đó đó, nhưng bây giờ không cho chơi nữa. Với lại á, là khi mà tại vì nhà thì trong hẻm mà cái gốc me thì nó nằm ngay chỗ đầu hẻm, cho nên đó là ba mẹ bạn nói rằng thí dụ như có đi học đi ngang á thì đừng có nhìn, giống như là mình lơ luôn, mình đi lẹ 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 đi qua, và cấm tuyệt đối không cho tới đó chơi nữa. Thí dụ bạn bè có rủ á, nó không không lợi chơi, đi ra chỗ khác chơi thì chơi, chứ không cho chơi ngoài gốc me nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do chính bản thân của bạn này trải qua. Mà các bạn thấy không, thí dụ như nếu mình á, mình là người lớn mà mình thấy như vậy là mình còn sợ, chứ đừng huống gì á hả mà chỉ mới có 11, 12 tuổi lúc đó như bạn. Rất là sợ các bạn ha, ám ảnh luôn á, ám ảnh suốt đời luôn á, chứ đừng nói là nhiều năm, 1, 2 năm. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên liên quan về gốc me đó. Thì cái câu chuyện thứ hai cũng liên quan về gốc me đó nè. Thì bạn nói lúc này bạn đã lớn rồi là mới đây thôi, chuyện này mới xảy ra đây thôi. Thì do là lớn lên thì bạn có cái thói quen giữ gìn sức khỏe cho mình là sáng á, là hầu như ngày nào cũng vậy, là 5:30 sáng là bạn sẽ thức dậy để mà đi tập thể dục các bạn. Thì bạn có nuôi thêm một cái bé chó cho nó ở chung phòng với bạn luôn. Thì bình thường ngày nào cũng vậy á, thì hôm đó là bạn ngủ, tối đi ngủ nha, thì cũng nằm mơ, lại tiếp tục nằm mơ nữa. Bạn nói rằng trong mơ em thấy mình đi chơi. Thì bạn chạy xe Honda nha, chạy chiếc xe của em. Nhưng mà có điều kỳ lắm là em không mặc áo, cũng không mặc quần dài, chỉ mặc duy nhất một cái quần xẹp. Mà sao ngộ lắm, em không thấy mình mắc cỡ gì hết. Hoàn toàn, thí dụ như bình thường mà mình mặc cái quần xẹp ra đường nữa coi đâu thể nào, đúng không các bạn? Mà đằng này, bạn nói rằng cái lúc đó em thấy hả, trời bình thường lắm. Em chạy xe ha, rồi xong rồi tới một cái chỗ là cái quán ăn, rồi em thấy em đói bụng cho nên em mới quẹo vô cái quán ăn đó. Thì trong cái quán ăn đó rất là đông người, người ta đang ngồi ăn uống rồi phục vụ bưng bê này nọ kia, mà em cũng không biết mắc cỡ luôn, chỉ kỳ ghê, mặc cái quần xịp bước vô trong cái quán ăn vậy đó, rồi người ta cũng chả dòm em nữa. Xong cái em mới lựa cái bàn em ngồi, thì cái người nhân viên phục vụ á mới đem cái menu ra mới đưa cho bạn. Thì bạn mở cái cuốn menu ra hả, thì bạn thấy hả là quá trời món, mà món toàn là món mình thích không, cho nên bạn cứ kêu, bạn thấy cái món nào thích là bạn kêu quá trời luôn. Bạn nhớ rằng á là chỗ lúc đó em kêu rất nhiều món luôn. Thì trong cái thời gian mà ngồi đợi phục vụ bưng thức ăn ra đó, thì em ngồi em dòm trời dòm đất, dòm người này người kia, đông người dữ lắm mà người ta cũng để ý em, mà trong khi lúc đó em chỉ mặc duy nhất chỉ có cái quần xì. Xong rồi á tự nhiên em mới dòm đồng hồ thì em thấy 5:30 rồi, là cái giờ đó là bạn phải dậy để mà bạn đi tập thể dục. Bạn mới lật đật và nó chết cha, tới giờ mình dậy đi tập thể dục rồi thì bạn đứng dậy một cái là ở đây bạn giật mình thức dậy ngoài đời thiệt. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy ngoài đời thiệt thì bạn nói trời trời, nãy giờ mình nằm mơ nhục nhã dễ sợ, tự nhiên nằm mơ thấy mặc cái quần xẹp vô duyên rồi đi ngoài đường, đi vô quán ăn ta, trời hên quá không phải thiệt. Rồi nhìn lại đồng hồ thì thấy chỉ mới có bốn mấy, chưa được 5 giờ sáng, mới có 4:50, 55 gì đó, chưa được 5 giờ. Thì bạn nói trời kỳ vậy ta, chưa có tới giờ mình đi tập thể dục mà giờ mình thức rồi, thì thôi thôi mình nằm nán chút xíu, nằm nán chút xíu. Thì lúc đó là bạn đang nằm nán vậy đó thì tự nhiên bạn nghe một cái tiếng kêu mà rất là rõ, cái tiếng kêu nó trong phòng của bạn luôn. Bạn nghe vậy nè, đi ra lấy đồ ăn nè, nghe vậy đó. Xong cái lúc đầu bạn chưa nghe rõ đâu, nó nói lại lần thứ hai bạn mới nghe rõ, đi ra lấy đồ ăn nè. Thì bạn mới thắc mắc, mà nó ủa giờ này mà ai mà kêu lấy đồ ăn trời, mà giống như là kêu bạn vậy đó. Thì bạn nói ủa sao kỳ vậy trời, giờ này ai kêu lấy đồ ăn. Thì bạn mới ngồi dậy, bạn tò mò mà, cho nên bạn lại ẵm bé chó rồi đi ra ngoài. Đi ra ngoài xong đi vô cái phòng khách á, rồi trước cái cửa chính nhà bạn là cái cửa kính, mà do là nhà trong hẻm mà các bạn, cho nên đó là những cái nhà kia thì người ta có cái đèn trước nhà, cho nên nhà thì ở trong nhà bạn thì tắt đèn tới thui à, mà lúc đó trời thì chưa có sáng. Thì thành ra là từ trong nhà bạn đứng bạn dòm ra ngoài thì bạn thấy rất là rõ ở ngoài, thì bạn đã thấy rất rõ có một người thanh niên đứng ngay trước cửa nhà mình luôn, cách nhà bạn khoảng chừng 2-3 bước chân thôi, đứng và dòm vô trong nhà bạn. Mà cái người thanh niên này trông cũng bình thường lắm,
Cái gương mặt thì tầm khoảng chừng 18-19 tuổi. Mà lúc đó chó của bạn nó sủa quá trời. Chó của bạn nó sủa quá trời luôn. Thì khiến khi mà con chó nó sủa vậy đó thì khiến cho anh bạn giật mình, anh hai của bạn á, thì anh bạn mới la mới giới ra mà nói: "Trời ơi, mày vô duyên quá à, giờ này chưa có sáng. Tự nhiên mày khùng cái gì mà mày ảnh nó đi ra ngoài để nó sủa sùm như vậy? Tự nhiên giờ này không lo ngủ đi mà lo ảnh chó hả, đi ra ngoài phòng khách để nó sủa sùm ai ngủ được, vô duyên quá." Thì anh bạn la bạn vậy. Thì trong cái lúc anh bạn la bạn á, bạn mới dòm vô, thì bạn quay ra thì bạn lại không thấy cái người đó đâu nữa, không hề thấy cái người thanh niên đó nữa nữa. Thì bạn hơi thấy lạ, tại vì lúc này bạn lớn rồi cho nên bạn không thấy sợ đâu, mà bạn thấy lạ thôi, bạn mới đi vô trong phòng trở lại. Mà con chó nó sủa ghê lắm, bạn nói nó làm ghê lắm kìa. Thì cái lúc mà đi vô trong phòng bạn mới nghĩ, bạn mới suy nghĩ, bạn nói: "Ủa kỳ ta, tự nhiên đứng đó, đứng ngay nhà mình, dòm vô nhà mình rồi, ủa sao cái tiếng gì mà nghe kêu ra lấy đồ ăn kìa, là đâu?" Lúc đó bạn mới đang sang lại thì cái cảm giác của bạn lúc đó bạn nói rằng do là lớn rồi cho nên cũng không có sợ nhiều, chỉ sợ chút xíu thôi, chỉ sợ chút xíu thôi. Nhưng mà giờ lại đồng hồ thì thấy tới giờ mình phải thức để mà mình chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi mình đi tập thể dục, cho nên bạn cũng bỏ bỏ chuyện đó qua, bạn không nhớ nữa và không nghĩ tới nữa. Thì bắt đầu đi vô vệ sinh xong, dắt xe để chuẩn bị đi tập thể dục ra phòng tập đó. Thì bạn nói cái lúc mà bạn chạy ra ngoài đầu hẻm á, thì cái gốc me thì nó nằm bên trái, mà bạn thì phải quẹo về bên phải để mà tới cái phòng tập. Thì lúc mà chạy ra hoàn toàn bạn không nhìn thấy ai đứng ở chỗ đó cả, hoàn toàn không thấy ai cả nha. Nhưng khi bạn chạy ngang, bạn nghe rất là rõ có một cái tiếng nói, mà cái tiếng nói đó y chang như là cái tiếng nói mới nãy kêu bạn ra lấy đồ ăn vậy đó. Mà nói vậy nè, hỏi bạn vậy nè: "Đi đâu sớm vậy? Đi đâu sớm vậy?" Nói vậy đó các bạn. Thì bạn mới giật mình, tại vì ủa mình đi ngang chỗ đó đâu thấy ai đâu, sao tự nhiên giờ nghe tiếng. Cho nên bạn mới giật mình xém nữa, đụng vô cái người mà người ta cũng thức sớm thì tập thể dục đi bộ á, các bạn xém đụng vô người đó. Thì trong cái lúc đó bạn có dòm cái kiến cứu hậu á, thì bạn thấy rõ ràng cái người thanh niên mà mới nãy mình nhìn thấy đứng trước cửa nhà mình, cũng bộ đồ đó, cũng kiểu tóc đó, cũng cái áo đó, gương mặt đó y chang như vậy, mà đứng ngay chỗ ngay gần gốc me đó. Rồi bạn quay lại thì bạn lại không thấy nữa. Thì lúc đó bạn sợ lắm, lúc này là thật sự sợ rồi. Và đó là hai cái chuyện mà bạn nói hả, là liên quan về cái cây me này. Thì ngoài lề một chút xíu thì bạn kể rằng cái cây me này hồi xưa nghe mẹ bạn nói rất là lâu rồi á, là trong xóm của bạn có cái ông đó tên là Chính. Thì ổng là cái người mà sở hữu cái miếng đất mà có cây me trên đó đó. Mà ông Chính này là ông Chính Tình. Thì ổng là thầy pháp các bạn, chuyên môn cũng hả là bắt ma rồi gì hả, là trục vong rồi đem vong gì đó, trấn yểm gì đó. Thì sau đó ông Chính này mất đi, rồi gia đình ổng thì cũng ở đó bình thường, thì cũng có thể là bạn nhìn thấy những cái vong quỷ vong ma, chẳng hạn như cái vong của cái ông cục chân đó đó là chắc chắn là quỷ rồi, rồi có vong của thanh niên đó là chắc là ma đó. Cho nên đó là có thể là bạn nhìn thấy những cái vong mà do ông Chính này bắt giữ, thì ông chết rồi thì có thể là thoát ra, thành ra mới quấy bạn như vậy. Thì đó là hai câu chuyện liên quan về cái cây me đó. Và tiếp theo cái chuyện này xảy ra trong nhà của bạn thì cũng mới đây thôi, cách đây 1-2 năm trước. Thì bạn kể rằng đó là bình thường tối á, là bạn không có ngủ liền đâu, sau khi mà làm việc xong xuôi rồi tắm rửa rồi xong không có ngủ liền, mà sẽ nằm, một là nghe nhạc, hai là lướt web rồi mới đi ngủ. Thì lúc đó nha, đang nằm lướt web, đang chơi Facebook vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe tiếng cào, tiếng cào, mà cái tiếng cào này nó phát ra từ ở phía sau bếp á, mà nó vọng lên, tại vì cái phòng của bạn cũng kế đằng phía sau nữa cho nên bạn nghe rõ lắm. Nhưng mà lúc đầu bạn không có để ý đâu, bạn để ý đâu thì một hồi sau tự nhiên bạn nghe tiếng khóc, mà tiếng khóc này thúc thích thúc thích thúc thích vậy đó. Thì lúc đó bạn thì tại vì nhà bạn từ nào giống có không có ma, cho nên nó là bạn nghĩ rằng đó là chắc mèo, tới cái mùa mà nó rượng đực á các bạn thì nó hay kêu cái tiếng giống như là tiếng của con nít khóc vậy đó. Bạn nghe rất là rõ tiếng của con nít khóc, mà nghe thì bạn nghĩ rằng mấy con mèo không à, mấy con mèo trong xóm nó tới mùa rượng đực thì có thể nó chạy vô nhà bạn rồi nó ra không được nó kêu. Thành ra là bạn đã dẹp điện thoại, bạn đi ra phía sau, đi ra mở cửa phòng, đi ra phía sau bếp để mà coi coi có con mèo nào để đuổi nó ra. Thì cái lúc mà đi ra phía sau bếp nha, là bạn vẫn còn nghe tiếng khóc. Bạn nói rằng cái lúc mà em đi là em vẫn còn nghe,
mà em nghĩ mèo không à. Xong cái khi mà đi ra tới cái nhà sau rồi á, thì tới cái nhà tắm là nghe tiếng từ trong đó, thì bạn nghĩ con mèo nó trong nhà tắm, cho nên bạn mới đẩy cái cửa nhà tắm, bạn bật cái đèn lên. Lúc đó bạn không có bật cái đèn bếp mà bật cái đèn nhà tắm nha. Bạn đẩy vô thì bạn tá hỏa, bạn sợ là bạn nhìn thấy một đứa con nít chứ không phải là con mèo. Một đứa con nít nhỏ có mấy tuổi các bạn, mà làn da của nó trắng thiệt là trắng luôn, nó đang ngồi mà nó ấy, mặt nó khóc vậy nè. Trời ơi, bạn khi mà bạn nhìn thấy cái hình ảnh đó bạn rất là sợ, bạn chạy vô trong phòng của mình. Tối hôm đó có mắc cỡ nào cũng không dám đi. Tới sáng hôm sau kể cho ba nghe với mẹ nghe là đã thấy như vậy đó. Thì mẹ nghe xong mẹ không nói gì hết. Còn riêng ba của bạn á, thì ba bạn nói rằng á, là hồi đó là mẹ của bạn có bỏ một cái thai là em của bạn, nhưng mà lúc đó thì không có muốn sanh, cho nên á, là đã bỏ cái thai đó. Thì có thể là bạn nhìn thấy em của bạn đó. Thì lúc đó là mẹ bạn cúng kiến, cũng có cúng nữa, thì từ đó về sau bạn cũng không nhìn thấy. Thì ba nói rằng chắc là có thể là bạn đã nhìn thấy em của bạn rồi, mới ở trong nhà chứ, đúng không? Thì đó là cái chuyện mà bạn nhìn thấy trong nhà. Và cái chuyện tiếp theo nữa, chuyện này thì bạn giấu, tại vì bạn nói rằng là em có tham gia một cái chương trình truyền hình rất là nổi tiếng. Chương trình này cũng rất nổi tiếng luôn, và khi mà tham gia, nếu mà mình lọt vô trong những cái vòng trong á, thì mình không có về nhà, mà mình sẽ ở trên cái nhà chung trên đó để mà có thể tập tành nè, rồi có thể hả là nhan sắc chỉnh trang đó, thì á, là ở trên đó. Thì lúc mà ở trên đó thì cái ngôi nhà mà chỗ mà phim trường, cái chỗ mà công ty tổ chức đó người ta thuê á, thì ngôi nhà này có. Cái lúc mà bạn dọn vô bạn ở á, là do là bạn đã được lọt vô mấy vòng trong rồi, thì khi mà vô ở thì các bạn trong đó nam nữ thì chia ra, và một bên nam bên nữ, rồi hả các bạn trong đó nói với bạn rằng á, là thí dụ có thấy á thì nhớ đừng có sợ nha. Nói vậy đó, nói trước với bạn vậy thì bạn suy nghĩ, bạn nói à, chắc là bị ma nhát gì rồi, nhưng mà do là bạn cũng đã từng nhìn thấy cho nên bạn cũng đỡ sợ rồi. Thì có một lần đó bạn thấy rằng vậy nè, là hôm đó đó là bạn đi vô trong toilet, bạn mới rửa mặt các bạn. Thì trong cái lúc mà lúc này bạn nói rằng cái mặt bạn rửa ướt hết trơn rồi, thì lúc mà bạn ngước lên á, là trong cái kính bạn thấy rõ ràng có một cô gái đứng sau lưng bạn, là trong kính nha. Cái cô đó mặc nguyên một cái áo đầm, tóc rất là dài, cái áo đầm của cổ màu trắng, mà cái gương mặt thì cũng không sợ gì lắm, nhưng mà cái mặt của cổ nhìn là biết ma liền. Bạn giật mình, bạn xoay lại thì bạn không thấy nữa, mà trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy trong kiến, thì đó là một lần bạn nhìn thấy. Và có thêm một lần á, là do là thí dụ như trong những ngày tập vợt xong thì có một ngày cuối tuần chẳng hạn, hoặc là 10 ngày thì sẽ diễn cho khán giả xem đó. Thì lúc đó hả là hả bạn diễn xong thì khi mà ăn cơm á, trong lúc bạn ngồi ăn cơm thì mọi người á, là đã ăn xong hết rồi. Ăn xong hết rồi á, thì đang ngồi tự nhiên ở trên lầu 1 á các bạn. Bạn thấy hả? Đang ngồi vậy đó, mình đang ăn cơm tự nhiên ngước lên cái thấy đang đứng một cục trên đó. Một cục trên đó, khi thấy cái cô đó thấy bạn một cái ha. Nhảy xuống, nhảy từ trên lầu 1 nhảy xuống, các bạn biết dạng như cái lầu 1 nó làm giống như cái tầng lửng á các bạn, thì nhảy xuống một cái phóc một cái chạy vô trong nhà tắm. Trời ơi, bạn khi thấy cái đó bạn sợ, bạn chạy bạn khóc, mặc dù là con trai mà chạy ra gặp các bạn mình khóc quá trời, nói trời ơi, tôi mới thấy vậy đó, thấy ghê quá, thấy ghê quá. Rồi thêm á là có một cái anh này thuộc dạng giống như là giới tính thứ ba đó, mà cái tính tình cũng không có được tốt lắm các bạn, xấu tính với là cái miệng hay hên hoang lắm. Thì nghe những cái bạn hả là ở trong nhà chung á, là nói rằng á, là trong nhà này có vong có ma cái cô đó vậy đó, cho nên hả là cái người này á, là nó nói rằng á, là giỏi làm gì có tao nè, giỏi cái chuyện đó lắm, giỏi là cái chuyện mà gọi là trừ trừ ma chục vong á, dạng vậy đó hả, giỏi cho tao thấy thử coi là tao bắt luôn, tao hả bắt hả là tao trừ luôn vậy đó, nói vậy đó. Thì bắt đầu nha, hôm đó tự nhiên bạn thấy cái anh này á, là ngồi niệm Phật rồi làm tùm lum hết trơn, thì bạn cũng không để ý đâu, tại vì cũng không thích cái tính đó. Xong cái bắt đầu hả tới sáng hôm sau tự nhiên cái ông này cái miệng mới xẹo các bạn, cái miệng ổng méo xẹo luôn, trong nhà chung á, với lại hả là mấy người tổ chức chương trình đó là phải đưa đi lên trên bệnh viện để khám, mà đi lên đó khám cũng được, cái miệng cũng vẫn méo xẹo bình thường, không biết làm sao luôn vậy đó. Thì bắt đầu á, là tới tối hôm đó nha,
thì có một cái bạn là nữ, bạn nữ đó là yếu vía vậy lắm, tối hôm đó hả là bạn đó đã nhìn thấy cô đó trong giấc mơ, thì bạn thấy rằng á, cái bạn nữ đó thấy rằng cái cô đó tới ngay chỗ mà bạn đang nằm mới nắm tay kéo bạn dậy, thì bạn sợ lắm, nhưng mà cổ đó kéo kéo ra xong cái đứng ngay chỗ cái tại vì phòng nam với phòng nữ là chia riêng nhau, thì cái cô đó đó tự nhiên kéo cái cô gái này á, là đi qua bên phòng nam á, đứng chỉ ngay chỗ cái người mà giới tính thứ ba nãy thì nói đó, là hả chỉ người đó nói vậy nè, đọc kinh sai rồi, đọc kinh sai bét rồi, ý là nói rằng cái người đó đó đọc kinh là đọc sai rồi, cho nên nó hả là đã bị tán vô mặt, bị quở trách như vậy, để cho bị méo miệng như vậy, nói vậy đó các bạn. Thì cô này bàng hoàng giật mình thức dậy kể lại cho mọi người nghe, thì khi mà mọi người nghe mới nói với ban tổ chức á, mấy người tổ chức thì nói rằng á, là thôi thử mua đồ cúng thử coi nó có hết không, thì khi mà mua đồ cúng thì anh chàng đó lại không còn bị méo miệng nữa, cái miệng trở lại bình thường các bạn. Thì đó, rồi xong cái cô mà nhẹ vía nằm mơ đó thì cổ thấy hoài, cổ thấy cái cô này á, tâm sự nói rằng á, là không có muốn hại mọi người, chỉ muốn á, hả là chơi với mọi người, muốn làm bạn với mọi người thôi, rồi báo hả là báo mộng á các bạn, dạng như là thí dụ như tuần này á là người nào bị loại, người nào được vô vòng trong, người nào bị hả là bị loại phải về, là báo là y chang hết. Mà các bạn này thấy có mấy lần linh quá, báo y chang luôn. Thì bắt đầu cũng bàn tán với nhau là hôm đó cô đó báo làm sao đó, thì ban tổ chức nghe được, người ta đã thay đổi cái kết quả, tại vì nghe được, tại vì nghe thí sinh nói vậy thì ban tổ chức bắt buộc phải thay đổi kết quả. Thì lúc đó hả là tối hôm đó là cổ nằm mơ, cổ thấy cái cô gái kia về nói bị đổi kết quả rồi, mọi người nói hả là người ta nghe được giờ người ta đổi kết quả rồi, thì thiệt là qua ngày hôm sau á, là đã hả là bị đổi cái kết quả, đổi cái người khác về, người khác được vô các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà khi mà bạn đi thi một cái chương trình hả là nổi tiếng, game show nổi tiếng trên truyền hình á, nhưng mà bạn giấu và cũng giấu luôn cái địa chỉ phim trường với lại cái địa chỉ mà gia cái nhà chung mà các bạn này đã ở. Và tiếp theo một cái chuyện nữa, chuyện này á, thì bạn được á, là người trong nhà, anh của bạn, bà ngoại, mẹ của bạn nè, anh hai của bạn á, rồi trong xóm của bạn kể lại thì rất là lâu rồi, và bạn nói những người mà sống ở Dĩ An, Bình Dương mà lâu á, những người lớn thì chắc chắn sẽ biết cái câu chuyện này. Thì rất là lâu rồi á, là có một cái bà này á, là trong một cái lần mà giống như là xài nước giếng á các bạn, thì quay nước giếng lên để mà xách về nhà đó, thì bà đã làm rớt cái chiếc bông vàng của bà xuống cái giếng đó. Thì khi mà làm rớt xuống là từ đó về sau là giống như bà bị nhập vậy đó, rất là mạnh luôn, rồi bả phá, rồi rất nhiều năm sau đó là bả quậy, thiệt là quậy, mà có nhiều cái lời đồn lắm nha, thì không biết là có hay không, mà bạn nói hả là người hàng xóm thì kể, y bà ngoại của bạn á, là kể rằng á là cái bà này đi ăn cắp lu á, cái lu mà cái lu đựng nước bự bự người ta làm á các bạn, trong cái xưởng người ta làm lu á, cái bà này đi ăn cắp mỗi bên cầm cái, mà các bạn nghĩ coi đàn bà thì làm sao mà mạnh, một cái lu phải mấy người rinh, cái lu lớn mà phải mấy người rinh á, mà bả hả là mỗi tay một cái, bả xách mà bả không đem về nhà, bả nhà bả cắp hai cái lu đó đó, bả không đem về nhà mà lại đem vô trong nghĩa địa, để trong nghĩa địa đó, rồi cái người ta đi kiếm á, thì người ta thấy trong nghĩa địa rồi đem về, rồi bả cứ làm vậy hoài hết hả, trơm của người này trơm của người kia, ăn cắp mà không bao giờ đem về nhà, bả cũng có chồng bình thường nhưng mà chồng cũng bó tay luôn, rồi đem đi thầy thì thầy cũng bó tay, bả cứ vậy hoài trong suốt rất nhiều năm các bạn. Rồi có người người ta nấu đồ ăn người ta bán á, bả lợi bả ăn, thì cái người đó cũng biết là bả bị quỷ nhập, cũng không muốn bán nhưng mà vẫn sợ, sợ cho nên thôi kệ bán đại. Thì khi mà ăn xong bả cũng trả tiền bình thường, cái lúc mà người ta lấy tiền á thì cũng thấy lấy tiền bình thường đó, bình thường cái tờ tiền bình thường, nhưng tới tối khi mà bán lại xong rồi á các bạn, bắt đầu kiểm kê lại tiền bạc hôm đó bán được nhiêu nhiêu, thì thấy nguyên một cái giỏ tiền đã quá thành nguyên cái giỏ tiền âm phủ, trong khi rõ ràng từ sáng giờ mình bán tiền thiệt không à, đâu thấy tiền âm phủ đâu, tự nhiên giờ tiền âm phủ không gì trời. Bắt đầu kể cho mọi người nghe, mọi người kêu đi vô nghĩa địa kiếm thử coi sao. Thì bắt đầu đi vô trong nghĩa địa thì thấy nguyên một cái rổ tiền thiệt của bả là ở nằm trong nghĩa địa các bạn đem về. Trời ơi, hết trơm của người này trơm của người kia, rồi người ta cũng báo công an, người ta bắt,
bác cũng không được gì các bạn, bác cũng bà cũng hả cột kỹ lắm rồi, bà cũng đi ra được, đi ra được mà bà điên điên khùng khùng, cho nên đó là công an người ta cũng không có ấy cái người điên nữa. Thì hả có một cái ông đó cũng là quan, giống như là cũng làm công an mà ông này ổng không tin, ổng mới nghe nói vậy á. Bà này tên gì nữa, thì nghe bạn kể tại bạn gửi tin thoại thì quên mất tiêu, quên ghi ra cái tên của bả, thì ổng mới nói rằng giỏi thử vô nhà tao lấy đồ trong nhà tao thử coi. Thì đêm hôm đó ổng nói cái miệng thì ổng cũng mạnh miệng lắm nhưng mà vẫn sợ các bạn, thì nguyên nhà thức tới 12 giờ đêm, cái ổng mới dặn vợ ổng rằng đó là thôi thức canh vậy đủ rồi, đi vô ngủ. Thì tới sáng hôm sau là đồ đã trong nhà ở ngoài đường hết, tivi đầu máy mà kể cả cái miếng gạch nhà, cái này thì Thi thấy nó hơi hư cấu nè, bạn nói rằng cái miếng gạch á mà khựa lên đem ra ngoài luôn các bạn, cái miếng gạch á mà khựa lên đem ra ngoài luôn, thì lúc đó mới biết sợ bả. Thì không biết là có thiệt hay không chứ nếu mà thiệt sự vậy thì nó hơi thấy ghê các bạn ha. Thì có một lần đó là cái lần này là anh bạn kể, tại vì chuyện này bạn được nghe người này người kia rất là nhiều người biết chuyện này. Thì anh hai của bạn á, kể rằng á, là cái lúc mà anh hai, cái lúc đó thì bạn chưa sanh ra đâu, anh hai bạn cũng còn nhỏ lắm, thì có một lần đó người ta bắt bả đem vô trong chùa mà dạng như bên đảo Cao Đài á. Thì khi mà người ta bắt bả vô, anh bạn cũng tò mò cũng đi theo vô rình coi coi người ta làm cái gì, thấy ghê quá. Thì khi mà vô người ta rất là nhiều người đem bả vô trong chính điện á, thì có một cái ông mà không biết là phải ông trụ trì không, tại vì bạn nghe kể lại cái bạn cũng không rõ. Thì cái ông này ông xuống ông mới nạt nộ, ông nói rằng á là ai vậy, ai mà được đi vô trong hả là xác người ta, nhập vô trong xác người ta rồi quậy từ nào tới giờ để cho người ta mang tiếng mang tai như vậy, kỳ cục quá vậy, dạng như nạt các bạn. Thì khi mà nạt như vậy đó bà mới hương lên bà nạt lại, bà nói rằng hả mày tin á là tao bóp cổ hết hả, người này tao bóp cổ chết hết không đó, bà nói vậy đó. Thì khi mà cái ông nào ông nghe ông sư á, ông nghe thì ông xìu xuống, ông nhẹ nhàng xuống, ông nói à thôi xin lỗi nha, xin lỗi nha. Thì bà mới xìu xuống các bạn. Thì sư lúc này mới nói lại rằng tại vì Thi cũng không phải là bên đạo Cao Đài cho nên Thi không biết rằng mình dùng từ có đúng hay không các bạn, nếu mà các bạn bên đạo Cao Đài mà nghe mà có thấy Thi dùng từ sai sót thì các bạn bỏ qua cho Thi nha. Thì lúc này cái người này cái vị này á mới nói rằng là xin cho hỏi á, là lý do nguyên nhân vì sao mà lại nhập vô xác người ta, tội nghiệp người ta cũng đàn bà, người ta có chồng có con vậy đó mà nhập vô vậy, người ta không làm ăn gì được rồi cũng mang tiếng mang tai, tại vì ăn cắp mà cho nên đó là mang tiếng mang tai người sát người ta rồi tội nghiệp gia đình người ta cũng nói năn nỉ rất nhiều. Thì lúc này bà mới dõng dạc bà nói mà cái kiểu mà đắc thắng nó nói rằng tao hả tao với giếng á, nói vậy đó, tao với giếng á tao thương, tao thấy nó đẹp tao thương nó, tao hồi xưa tao là điệp viên, ổng nói vậy đó các bạn, giống như ổng là điệp viên mà điệp viên dạng như là bên lính Mỹ á. À, ta là điệp viên rồi lính, ý là nói mấy ông cộng sản, ý là nói mấy ông cộng sản đó là rượt tao hả định bắn giết tao, tao chạy xuống giếng hả, tao chạy lên cái giếng đó đó, tao nhảy xuống thì tao chết ở dưới đó luôn đó, rồi tao ở dưới đó đó, rồi cái xác này nè, cái con này nè nó đi lại giếng nó quay nước, tao thấy nó đẹp, tao thấy đẹp tao thích nó lắm, rồi cái lúc nó rớt chiếc bông xuống á thì tao giữ chiếc bông đó, rồi tao tính hả là bắt nó đi làm vợ á, sắp tới lúc tao phải đưa nó đi rồi. Thì nói vậy đó các bạn, thì mấy người trong đó và vị sư trong đó cũng năn nỉ nó thôi làm vậy tội nghiệp người ta lắm, làm vậy tội nghiệp, mọi người xúm lại năn nỉ mới khuyên nó thôi giờ vậy vô chùa đi, vô chùa ở trong đây á, là được á, là mọi người cúng kiến cho ăn nè, rồi hả được nghe kinh á, để mà mau được hả là siêu thoát được đầu thai, nói rất là nhiều năn nỉ quá trời năn nỉ. Thì lúc đó hả là mới chịu mới xuất ra. Thì tới bạn nói tới tận bây giờ cái bà này vẫn còn sống, tới tận bây giờ bà vẫn còn sống luôn, chồng bà đó thì đi bán vé số lâu lâu cũng đứa có đi nghe bán ngang nhà của bạn luôn, rồi bả thì bả không dám ra đường tại vì nhớ hả không không có biết rằng cái chuyện hồi xưa mình đã gây ra, nhưng mà nghe người này người kia nói rằng mấy người mà người ta không tin cái chuyện mà bả bị nhập á
Người ta nói bà hả ăn cắp ăn trộm, giả ma giả quỷ để mà chôm chĩa, cho nên bà cũng mắc cỡ. Bạn chỉ ở nhà để lo việc nhà thôi chứ không có ra đường nhiều các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở Dĩ An, Bình Dương. Bạn nói những người lớn tuổi ở Dĩ An thì chắc chắn sẽ biết câu chuyện này. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa thì chuyện này liên quan về cái vấn đề mà đập rắn. Thì có một cái con bé, bạn nói những người nào mà ở cái chợ nào, chợ Dĩ An mà chắc chắn sẽ biết con bé này nó phụ cho cái quán mà quán ốc, quán khô, quán mà đồ nhậu á các bạn. Thì có một hôm nó đập con rắn. Nó đập mới đây thôi, chuyện này xảy ra mới đây thôi, nó đập con rắn. Thì khi mà nó đập xong rồi á thì khoảng mấy ngày sau á là nó giống như là bị nhập vậy đó, bị dạng như ma rắn á mà nhập á. Nhập vô nó le khè khè khè, y như con rắn làm sao là nó trườn nó bò y chang vậy luôn các bạn. Thì lúc đó gia đình cũng đem đi thầy, thì đem đi hết ông thầy này cho tới bà thầy khác. Thì mấy ông thầy bà thầy cứ nói rằng đó là do là nó đập trúng cái con rắn mà giống như con của cái vị thần nào đó, cho nên đó là bây giờ nó bị hành như vậy đó. Thì hả cho tới cái người thầy cuối cùng á thì nói rằng nó bị hành là nó sắp chết rồi, còn có mấy ngày nữa là nó chết thôi, đem nó về đi không có cứu nó được đâu. Người ta tức giận tại vì nó đập hả là con rắn đó, cho nên người ta tức giận, người ta khiến cho nó lại đó hả là nhập vô để cho nó làm vậy đó. Thì thôi đem về đi không cứu được nên nó sắp chết, còn mấy bữa nó chết. Thì lúc đó gia đình nó rất đau khổ cho nên đã đem nó lên chùa. Mà trong khi từ nào giờ thôi, thay vì lúc đầu mình đem lên chùa đi không đi thầy trước, thì đem lên chùa, thì lên trên đó thì bắt đầu các vị sư trong chùa là đọc kinh rồi hả cho nghe kinh vậy đó, từ từ rồi gia đình cũng cầu khấn rất là nhiều, thì con bé từ từ cũng trở lại bình thường các bạn. Thì tới bây giờ cũng bình thường, thì nhiều người cũng biết cái câu chuyện này lắm. Thì đây là những cái câu chuyện do một bạn nam ở Bình Dương đã gửi về cho chúng ta, cho kênh chúng ta. Thì khi mà kể câu chuyện rắn này á, thì bạn nói rằng là do bạn nghe Thi kể những cái câu chuyện mà giết rắn mà con rắn nó quay về nó trả thù á, thì hả là bạn nhớ chuyện này để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, năm nay bạn cũng đã lớn hai mấy tuổi rồi. Thì bạn kể rằng có một lần đó, bạn với lại năm người bạn khác là tổng cộng là 6 đứa, ba chiếc xe rủ nhau đi qua Cần Thơ chơi. Thì khi mà đi qua Cần Thơ lúc đó đi vào buổi chiều. Buổi chiều thì đi là đi đường cầu Cần Thơ á các bạn, thì đi qua bên đó là đi lên cái cầu đi bộ vậy đó, đi chơi trên đó. Thì chơi cho đã xong thì về. Định rằng á, là sẽ về bằng cái đường đò, nhưng mà đò lúc đó là đã dẹp rồi, cho nên đó là các bạn này quyết định thôi bây giờ mình đi qua đường nào thì mình về đường đó, là về đường cầu Cần Thơ. Thì bạn nói trong cái lúc mà bạn đi buổi chiều hôm đó đó là 6 đứa con trai mà, cho nên đó là cũng nói cười giỡn được, cái lúc mà chạy xe đó là nói cười giỡn vui vẻ rồi kêu tên nhau này nọ kia thì cũng bình thường lắm. Cho tới cái lúc về á thì có 4 thằng nó đi lạc, nó lạc các bạn. Còn bạn á với lại một cái thằng phía sau tên là H, là bạn của bạn tên H, thì bạn chở nó thì quay lại không thấy bố kia mới gọi điện. Thì bố kia nói tao quẹo lỡ lộn đường này rồi. Thì thằng H á nó mới nói rằng mày quẹo lộn rồi, lộn đường rồi, đi lại đường này đi, tao với nó hả là ý là bạn á, tao với nó là tới cầu Cần Thơ rồi nè. Thì bố kia nó mới kêu thôi tụi bay ngừng, tụi bay đợi tao đi, đứng giữa cầu đợi tao đi. Thì lúc đó bạn nói á là bạn mới ngừng xe lại, là giữa cầu mà cách cái chỗ mà cái nhịp mà hồi đó bị sập, cái lúc mà xây cầu Cần Thơ mà bị sập mà chết mấy trăm người á, là cách cái nhịp đó là 300 mét nha. Bạn mới đứng lại để mà đợi những người bạn của mình. Thì cái thằng hát phía sau á nó mới nói với bạn, ê ê này, nãy giờ mày có nghe tiếng người kêu tên tao không? Thì bạn mới nói không, tao đâu nghe đâu. Thì bạn hát mới nói rằng á là trời ơi, sao nãy giờ tao cứ nghe hoài, tao cứ nghe hả ai kêu tên tao á hả, hát ơi hát, hát ơi hát, mày không nghe hả? Thì bạn mới nói không, tao không nghe, chắc là người nào người quen đi ngang cầu thấy tao với mày đứng đây mới kêu tao mày thôi, không có gì đâu. Mà thí dụ như nếu mà mày nghe tiếng kêu mày đừng quay lại, thí dụ như nếu mà người quen với mình người ta tấp vô người ta nói chuyện với mình, còn nếu mà ai nghe tiếng kêu tạ kệ người ta đi, bạn cũng kêu kệ. Xong cái bắt đầu 4 thằng kia nó lên, 4 kia nó chạy lên ha. Thì cả đám 6 thằng mới bắt đầu về về tiếp. Thì lúc đó bạn nói tới cái đoạn đường rất vắng, là cái đoạn ngay chỗ công an
Tân Bình, thì quên ghi cái địa danh rồi, mà cái đoạn đó rất là vắng luôn, Tân Phú Tân gì đó mà nó rất vắng, không có đèn luôn nữa. Mà chính tai bạn nha, mới nãy thì nghe thằng Hắc nó nói nhưng mà bạn thì không nghe, nhưng lúc này nghe bạn chính tai bạn nghe luôn giọng con gái đàng hoàng kêu: "Anh Hắc ơi, Hắc ê, anh Hắc ơi", kêu vậy đó. Bạn nghe thằng Hắc nó mới nói: "Trời, mày nghe không, mày nghe không, nghe tiếng kêu tông". Mấy thằng kia cũng nghe luôn, bạn cũng nghe luôn, mà nó chọn nghe nghe mà thôi, mày đừng có quay lại nha. Thì thằng Hắc nó chết rồi, mới nãy lần đầu tao nghe tao giật mình tao quay lại rồi, nhưng mà nó nói: "Thôi mày đừng có quay lại, đừng quay lại", mà bạn nghe rõ ràng ớn lắm nhưng mà không thấy gì hết. Cho khi mà về nhà tới sáng hôm sau đi uống cà phê gặp thằng Hắc, nó nói: "Trời, tối hôm qua tao ngủ tao nằm mơ tự nhiên tao thấy con nhỏ đó nó đi vô, mà nhỏ đó cũng đẹp lắm, nó vô nó nói: em nè em hả, là lợi nhà anh nè, em nè anh", mà cái giọng y chang như cái con nhỏ hôm qua kêu vậy đó mày ơi. Trời, bạn nghe thằng Hát nói mà bạn sợ, bạn nói trời ơi, lúc đó em sợ quá trời sợ luôn. Tại vì tuy là em không thấy nhưng mà em nghe rõ ràng, trong khi lúc đầu lúc mà đứng trên cầu đợi á thì Hát nó nghe bạn không nghe, nhưng cái lúc mà sau thì bạn nghe rõ ràng luôn. Trời, tự nhiên em sợ quá trời. Nhưng mà cái chuyện sau đó thì bạn không nói nữa, không biết là cái bạn hát kia có cúng kiến gì không thì bạn không có kể, nhưng bạn nói rằng là bạn đã nghe rõ ràng như vậy. Thì đây là cái câu chuyện cho chúng ta rút kinh nghiệm rằng khi mà chúng ta đi chơi ngoài đường á, lúc mà Thi đi ngoài đường thì Thi cũng thấy có nhiều bạn á, là giỡn hết với nhau rồi hay gọi tên nhau này nọ kia đó. Thì nghe câu chuyện này chúng ta rút kinh nghiệm các bạn nha, nhất là khi mà mình đi chơi mà chiều tầm 5 6 giờ chiều trở đi rồi về đêm về khuya đó, nhất là về đêm mà về khuya tối như vậy thì chúng ta đi chơi ngoài đường thì tốt nhất không kêu tên nhau nha các bạn, không kêu tên nhau. Tại vì nhiều khi mình kêu vậy á, người anh người ta nghe được rồi, người ta nhìn thấy hả mình hợp nhãn, người ta đi theo mình, thì cái vấn đề đó nhiều khi mình xui rủi mình gặp như vậy mất công lắm. Thì tốt nhất á, là mình nên tránh cái trường hợp đó đi, hát nè, hút gió. À, hát hút gió kêu tên lẫn nhau, cười giỡn hô hố nói chuyện ngoài đường, thì chúng ta nên hạn chế những cái vấn đề đó để mà đỡ thiệt thân mình, hoặc là gia đình mình hơn các bạn nha. Mình chia sẻ cái kiến thức này cho nhiều người biết. Với lại cái vấn đề đó, thí dụ như mình đi ngoài đường mà mình giỡn hớt lớn quá thì mình cũng sẽ mất lịch sự đối với lại những người mà di chuyển giao thông khác trên đường nữa, người ta nghe mình giỡn hớt lớn quá người ta cũng thích mình nữa. Cho nên đó là về cái vấn đề người dương và người âm thì mình nên tế nhị chút xíu, tránh né cái vấn đề đó chút xíu các bạn ha. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi, hôm nay thì kể chuyện trễ các bạn biết không, chia sẻ là hồi sáng rồi nè, là sáng ra thức dậy ha, mới có sáu mấy sáng đang ngủ ngon lành, chồng lên kêu: "Em ơi, nó lạc mất cái kiến của mình rồi". Tại vì các bạn biết hồi bình thường là thi ở chung cư, thì ở chung cư là có bảo vệ chung cư người ta hả giữ xe rồi không sao hết, nhưng khi qua bên đây á thì do là cái cửa kính của nhà Thi á là nó bị thiếu thước tất các bạn, thay vì cái xe của Thi nó bị ngang gần mét 9 lận mà cái cửa kính này á là bị ngang có mét 8, mà thành ra là vô xe vô nhà chưa được. Thi tính rằng á là qua Tết mấy ngày tới là Thi sẽ kiếm cửa mấy cái chỗ mà làm cửa kính cường lực á, là để đặt một cái bộ cửa khác là cái cửa mở ra lớn hơn mới chạy xe vô nhà được. Chưa kịp dĩ trơn á là hả hồi sáng này đã bị lặt hết cái kiến. Mà các bạn biết á là ngay bữa 30 Tết á, là ngay bữa giao thừa luôn á, là cái người kế cái chú kế bên nhà Thi á, là chiếc Mercedes luôn, mà nó cũng lặt một cái là ngay bữa giao thừa. Cho tới tối hôm qua là tối mùng 6 Tết nó đi nó lặt, các bạn biết xe của Thi nha, rồi xe của mấy người xung quanh đây. Tại vì trong đây thì ngay đây á, là ngay cái công an ngay đầu đường nhà Thi, là ngay cái nguyên cái trạm công an luôn, từ nào giờ không có vậy. Mà bây giờ hả là tối hôm qua là bao 6 chiếc xe ở ngoài, là 6 chiếc xe 5 chiếc đều bị lật một cặp, bị bẻ kiến một cặp, chỉ có xe của Thi là do cái bên kia á, là để sát tường nó không bẻ được, cho nên nó chỉ bẻ bên đây thôi. Thì thành ra hả là xe nào để ngoài là bị nó lật hết các bạn. Sáng ra mà Thi xuống á, thì tức lắm. Thì trời ơi, trời ơi, mới đầu năm đầu tháng tự nhiên nó ấy mấy cái kiến của mình, mà xe thì lại mới mua mấy tháng nữa,
mà nhìn mấy cái xe kia tự nhiên Thi thấy vừa tội mà vừa mắc cười. Trời đất ơi, nó đi mà nó tết nhất mà nó làm hết trơn, nguyên một cái dàn xe để ngoài vàng nó làm hết trơn. Nhưng mà Thi gắn rồi, Thi đi ra ngoài Nguyễn Công Trứ là Thi hỏi hỏi coi có kiến của mình không. Ai giờ có thì các bạn 2 triệu, tốn 2 triệu thôi, thay vì kêu bảo hiểm, nhưng mà bảo hiểm thì tới 10 ngày lận, cho nên nó thôi kệ, có 2 triệu à, mình gắn lại cái kiến của mình, xe kiến riêng của mình luôn, thôi kệ. Nhưng mà hả, tốt nhất đó là nên nó hả là thiệt tình chứ sao mà Thi thấy kỳ quá, tự nhiên kiến của mình nó bẻ của mình, xong cái nó đi ra ngoài kia nó bán cho cái người mà người ta gắn kiến á, cái hả mình phải bỏ tiền ra một lần nữa để mà mình mua cái kiến đó về gắn vô xe của mình, thấy nó làm sao sao á. Mà thí dụ như mình mà đi ra ngoài đó mình gắn giống như mình tiếp tay cho nó để nó ăn quen, sau này nó cứ làm vậy hoài các bạn, nhiều khi suy nghĩ cũng tức dữ lắm. Ủa tự nhiên sao mình phải hả đi ra ngoài đó mình gắn, nhưng mà nghĩ lại á, là cái công việc mình phải gắn thôi. À, nhưng mà làm vậy á, thì tạo một cái thói quen cho người ta cứ trơn trẻ ăn cắp rồi hả, bán lại cho chính mình, của mình mà phải bán lại cho chính mình phải bỏ tiền ra mua lại thì cũng tức các bạn ha. Nhưng mà đối với Thi á, thì bực á, thì bực chút xíu thôi, mà Thi nghĩ rằng thôi kệ, xả xui đầu năm, coi như là mất cái kiến đầu năm bỏ ra 2 triệu, nhưng mà sau này kiếm được nhiều hơn không thành vấn đề. Cho nên đó là chỉ chia sẻ với lại các bạn chút xíu chuyện của Thi hôm nay thôi. Có thể sắp tới là Thi sẽ làm riêng một kênh để mà nói về cái cuộc sống hàng ngày của Thi, không biết là các bạn có chịu hay không. Thi sẽ chia sẻ những nơi mà Thi đến, những cái chỗ mà Thi đến mua đồ. À, giống như là các bạn sẽ đồng hành cùng Thi á, các bạn có chịu hay không bình luận phía dưới nha, để cho Thi biết nha. Còn bây giờ là 10 giờ 50 phút rồi, 11 giờ đêm rồi, tại vì nguyên ngày hôm nay Thi cũng bận rộn á, thành ra là cũng kể chuyện trễ, các bạn thông cảm. Hôm nay sẽ có chuyện trễ, hẹn với lại các bạn á, là ở ngày mai tập 593 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.